Một đứa trẻ cười 400 lần một ngày. Nhưng bây giờ thử hỏi con các anh chị cười mấy lần một ngày? Rất là hiếm để có thể nhìn thấy con mình cười nữa. Con chính là món quà trong cuộc đời của chúng ta. Con đến với thế giới này thông qua chúng ta, chứ không phải chúng ta tạo ra con, các anh chị nhé. Nhưng bà mụ quên mất cài vào nách của con cái bảng hướng dẫn sử dụng. Nên khi ta chào đón con, ta bối rối, ta không biết làm như thế nào để có thể dẫn dắt con trong cái cuộc đời này. Càng nuôi con thì ta càng bối rối. Ngày bé con yêu ta như thế nào, con ôm ấp ta như nào. Có khi mông của mình bẩn ơi là bẩn ấy, nhưng mà con vẫn ra con cọ má vào mông của mình, đúng không? Con vẫn nói là cho con ôm mẹ với. Và mình hôi ơi là hôi, nhưng con vẫn bảo mẹ thơm thế. Và rồi hỏi ai xinh nhất thế giới thì con nói là mẹ xinh nhất thế giới. Ngày bé mình kết nối với con rất tuyệt vời. Nhưng càng nuôi con, càng nuôi con thì con mình không còn cười như ngày xưa nữa. Một đứa trẻ cười 400 lần một ngày. Nhưng bây giờ thử hỏi con các anh chị cười mấy lần một ngày? Rất là hiếm để có thể nhìn thấy con mình cười nữa. Ngày xưa con mình vui vẻ nhảy chân sáo như thế, nhưng mà bây giờ thì ngồi đâu ngồi đấy, chán nản. Ngày xưa con mình bi bô như thế, mà bây giờ con mình không còn nói nữa. Ngày xưa con mình thích mình ôm như thế, mà bây giờ mình chạm vào con thì con hẩy mình ra. Thậm chí mình động nói thôi là con đã vùng vằng, con muốn bỏ đi rồi. Vì sao vậy? Và rồi mình nói rằng con có vấn đề. Khi nghĩ về con ngay thời điểm này, các anh chị cảm thấy như thế nào? Lo lắng, thất vọng, buồn, đau lòng, thương con, chán nản. Khi mà bạn nghĩ đến một cái điều gì đó, bạn thấy buồn, bạn thấy lo lắng, bạn thấy bất lực, bạn thấy chán nản, có nghĩa không còn là món quà nữa đâu. Nghĩ đến món quà bạn phải mỉm cười, bạn phải hạnh phúc cơ. Nhưng mà bây giờ thì không là món quà nữa, mà bây giờ trở thành gánh nặng. Trở thành gánh nặng. Bây giờ không còn là món quà nữa, mà là trở thành gánh nặng mất rồi. Bởi vì mình nghĩ đến mình lo lắng, mình nghĩ đến mình bất lực rồi, đúng không? Bà mụ bà ấy quên mất, không kẹp vào nách của con cái bản hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà cha ta, mẹ ta đón ta, và bà mụ cũng quên, không kẹp vào nách của ta bản hướng dẫn sử dụng. Nên là cha mẹ mình cũng bối rối khi mà dạy dỗ mình. Cha mẹ mình cũng không biết làm cách nào để dạy dỗ mình tốt nhất. Và rồi dạy bằng bản năng, dạy bằng cách mình được dạy, các anh chị. Có nghĩa là như thế nào? Nếu chúng ta lớn lên bằng roi vọt, chúng ta cũng dạy con bằng roi vọt. Mình lớn lên bị cha mẹ đánh thì mình cũng đánh con. Cái mông của mình có bao nhiêu cái vết phát, vết tát, vết đánh thì mình cũng làm y chang thế với con của mình luôn ấy. Nếu mình lớn lên trong sự tức giận của cha thì mình cũng gào thét tức giận với con của mình. Nếu mình lớn lên trong sự mắng nhiếc cầu nhầu của mẹ thì mình cũng làm y chang cái việc đấy với con của mình. Và ngày bé, nếu mình không đạt được thành tích mà mình bị chê bai thì lớn, mình bắt con mình phải đạt được thành tích. Bởi vì con mình đạt được thành tích thì phần nào đó chuốc cái, giảm bớt cái nỗi nhục của mình. Bởi vì ngày bé mình không có mà, nên là mình muốn người khác ghi nhận mình, nên là mình bắt con mình phải đạt được kết quả này, kết quả kia. Và bị bệnh thành tích, đấy là mình không thực hiện được giấc mơ của mình, thì mình bắt con mình thực hiện nốt cái giấc mơ dang dở của mình. Và nếu ngày bé mình bị áp đặt thì lớn lên mình cũng áp đặt con của mình. Nên mình lớn lên cũng không hề dễ dàng. Và mình dùng nguyên cái cách đó để mình nuôi dạy con của mình, để mình hành xử với con của mình. Mà mình không biết rằng mỗi đứa trẻ đều là thiên tài của một lĩnh vực nào đó. Nhưng mình không hề biết khen, mình không hề biết ghi nhận. Vì sao mình không biết khen, không biết ghi lại nhận và không biết xin lỗi? Bởi vì từ bé đến giờ mình có được khen đâu, từ bé đến giờ mình có được ghi nhận đâu, từ bé đến giờ mình không được khen, từ bé đến giờ mình không được ghi nhận. Nên mình không thể cho con thứ mình không có.
mình có được khen đâu, mình có được ghi nhận đâu, mình có được cha mình nói là con gái của cha tuyệt vời, mình có được khen ngợi, mình có được mọi người ngưỡng mộ mình đâu. Mà mình biết làm cái điều đấy với con của mình không có để mình cho con của mình luôn nha. Đối với mình, lời khen là xa xỉ, nên mình cũng không làm cái điều đấy với con. Ngay kể cả việc xin lỗi cũng thế. Cha mẹ mình hầu như không xin lỗi mình, bởi vì cha mẹ bị mắc kẹt lúc nào cũng định vị mình là đúng mà. Nên là không có khái niệm xin lỗi con cái, không có sự bình đẳng ở đây, không có sự tôn trọng con cái ở đây. Và chính bởi vì điều đó nên là mình cũng không cả xin lỗi con luôn. Và xin lỗi là một cái cảm giác gì đó mình cảm thấy nó yếu kém. Nhưng không biết rằng xin lỗi với thật sự là sức mạnh. Người nói được cái từ xin lỗi, người đấy mới là người có đầy sức mạnh nội tại ở bên trong. Nhưng mình không hề biết điều đấy. Và đấy là sai lầm xuyên thế hệ. Chúng ta cũng là nạn nhân của nạn nhân. Mình là nạn nhân của nạn nhân ấy. Mình không biết điều đó, mình mắc kẹt trong điều đó, và mình trút nguyên cái nỗi đau sang con của mình mà mình không biết. Và vì thế con không được tỏa sáng trong cuộc đời này. Con của mình không được sống cuộc đời của chính con. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.